Xin kính chào quý vị và bà con. Trước mắt quý vị và con là Hà Bình Ngon đang xuất cây giống cây bưởi to và cây bưởi choai cho khách hàng trồng ở sân vườn biệt thự. Đây là cây bưởi đường chín sớm. Cây choai, cây này đã có quả rồi. Nếu cây này ổn định ra năm có thể cho ra được mấy chục quả. Đây là Hà Bình Ngon đang cộc lên xe để chuẩn bị mang đi trồng tại khu Vinhome Thăng Long ở khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Cây này được Hà Bình Ngon đánh đảo bầu từ trước rồi nên là dễ ra rất là đẹp. Trồng vào mùa đông như thế này là mùa trồng cây. Bây giờ hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vừa thùng đẹp luôn. Đây là cây bưởi tam hồng, cây bưởi nhỏ, 1 năm tuổi, bưởi tam hồng. Cây của Hà Bình Ngon rất là đẹp, được tạo tán 1 năm rồi nên là cây cực kỳ đẹp. Cho cái thang lên luôn chị Tân. À, cái cây đã có khi đi thẳng. Đi xe máy. Xe máy đi đường đấy. Đây này, cho ngã tư này này. Trên đây bánh ngã ba. Ở trong này có trường học các kiểu hết được không? Trên. Đây, trường học đây này. Đấy, anh dễ tay phải. Đi thẳng này ra. Xin chào quý vị và con. Đây là Hà Bình Ngon đang trồng cây bưởi đường chín sớm, làm cây bóng mát và cây ăn quả tại khu vực đô thị Vinhome Thăng Long ở Nam An Khánh, Hoài Đức. Đây là khu vực Nông Cảnh Tây 2 của biệt thự Vinhome. Ngày trước thì Hà Bình Ngon đã trồng một cây và đã cho quả cách đây 1 năm. Bây giờ là đang trồng tiếp 2 cây, một cây bưởi tam hồng và một cây bưởi đường chín sớm như quý vị và con đang nhìn thấy. Đây là khu biệt thự Nông Cảnh Tây 2 ở Vinhome Thăng Long. Còn phía bên này thì Hà Bình Ngon cũng vừa mới ghép cải tạo cho một cây bưởi dại thành một cây bưởi có 2 giống, đó là bưởi diễn xịn và bưởi tam hồng. Ở trên đây như bà con đang nhìn thấy, ngọn cây Hà Bình Ngon cắt hết và ghép xong rồi. Đây, tất cả những cái cây bưởi dại trồng ở trong khu biệt thự đều sẽ cho quả không được ngon như ý nên là đều phải cắt bỏ và ghép lại giống khác thì nó mới có chất lượng ngon và theo ý muốn. Kể cả quý và con có thể ghép một cây này thành 4, 3, 4, 5 giống đều được. Ví dụ như có thích thì ghép cả cam đỏ, cam vàng, bưởi diễn, bưởi đường chín sớm hoặc bưởi tam hồng trên một cây đều có thể được. Trong đây thì hầu như mỗi nhà đều có 1 đến 2 cây bưởi to và bưởi dại. Đây là Hà Bình Ngon đang cho anh em thợ cẩu cây vào. Cây này trồng vào cái đẹp luôn. Cây này trồng vào đẹp luôn nhỉ. Cây này đẹp luôn.
Đây là Hà Vị Ngon đang nấp đất vào gốc cây. Đấy, bây giờ thì Hà Vị Ngon đang hoàn thiện nấp đất và cho phân hữu cơ vào gốc luôn. Sau đó sẽ tưới kích thích ra rễ và nấm chống thối rễ, bởi vì cây đánh chuyển đi là sẽ cắt rễ nên là phải tưới nấm phòng thối rễ luôn. Đây là thợ đang nắc bầu vào để cho nó đất nó kín bầu, cây nó sẽ phát triển được ổn định. Cái bưởi này thì ngay ở nhà Hà Bưởi Ngon đã có quả rồi, cây rất là đẹp. Ở đây không có diện tích để đứng quay hết, nhưng mà cây này đẹp. Cây này thì năm ngoái đã có quả sai rồi. Thang đấy mà để ô tô nách xù thì phải mở cốp. À ừ, đúng rồi, buộc trên nóc. Mình lấy cái tấm bìa cát tông mình nót. Đây bên hàng xóm này thì cũng một cây bưởi. Đây là cây bưởi rừng dại. Cây này là muốn ăn quả ngon là cũng phải ghép hết này. Phải ghép hết. Còn đây là cây bưởi đường chín sớm năm ngoái Hà Vị Ngon trồng, có quả này, có quả này. Còn đây là những cây bưởi đường chín sớm và cây tam hồng Hà Vị Ngon đánh thêm cho khách mang về quê trồng. Ông ơi, chào quý vị và con. Đây là Hà Vị Ngon đang hoàn thiện xong một cây bưởi. Đây là cây bưởi tam hồng, có xuất xứ ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Cây bưởi này là Hà Vị Ngon trồng ở khuôn viên sân nhà ở nông thôn, nhà cấp 4 ở nông thôn. Cây này thì Hà Vị Ngon chọn ở vị trí đầu cổng để trồng và có 3 thân. Sau khi hồi phục và phát triển thì sẽ kéo tán này lên để nuôi, nó sẽ vọt qua cánh cổng và nó xòe tán ra sân. 3 thân như thế này thì sau này ra quả rất là sai. Đây là khuôn viên của ngôi nhà cấp 4 ở nông thôn. Đây là nông thôn Bắc Bộ ở xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Nhà ở nông thôn tại xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Ở đây thì Hà Vị Ngon trồng 2 cây bưởi ở hai bên đầu cổng. Một cây là bưởi tam hồng và một cây bưởi dại. Sau này ổn định ra riêng, Hà Vị Ngon sẽ ghép bưởi diễn. Bưởi diễn là sẽ để được quả đến Tết. Còn bưởi tam hồng sẽ thu hoạch quả từ rằm tháng 7 đến tháng 8 âm lịch. Sân vườn này ở nông thôn nên là đất rất là rộng. Đây, hai cây bưởi được trồng ở hai bên cổng như thế này. Cây này là cây bưởi dại cho nên là trồng vào đây để nó hồi phục. Ra riêng Hà Vị Ngon sẽ cắt thấp xuống và ghép bưởi diễn để một cây ăn Tết và một cây ăn tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Sóc ơi! Sóc. Hãy
Đây là cây bưởi tam hồng 3 thân. Nên đến đây là Hà Vị Ngon cắt tỉa tạo tán là được 3 thân này. Đấy, 3 thân như thế này nên là sau này ra quả rất là sai. Và sẽ nuôi cho những cái nọc này lên vót lên cao.